kênh Tấm Tắt Vlog. Trong video lần này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo phụ đề cho video, giúp cho video của các bạn thu hút được nhiều lượt xem hơn. Và nếu như trên kênh của các bạn có nhiều người nước ngoài xem, họ sẽ không hiểu các bạn đang chia sẻ về nội dung gì. Thì trong video lần này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm phụ đề để cho những người nước ngoài xem kênh của bạn có thể là biết các bạn đang chia sẻ về nội dung gì. Nếu như các bạn muốn biết cách tạo phụ đề như thế nào và làm cách nào để tạo phụ đề cho video thì ngay sau đây mời các bạn cùng cầm điện thoại lên theo dõi thật kỹ và làm theo mình. Thì ở bước đầu tiên các bạn sẽ mở ứng dụng Google Chrome lên giúp mình. Sau đó các bạn sẽ đăng nhập vào trang web là studio.youtube.com. Sau đó các bạn sẽ đăng nhập vào kênh YouTube của mình. Các bạn sẽ vào phần nội dung ở phía góc trái màn hình. Các bạn sẽ chọn cho mình một cái clip mà các bạn muốn làm phụ đề. Thì ở đây mình sẽ làm phụ đề cho cái clip mà là hướng dẫn xóa hình nền trên BitAd của mình. Các bạn chọn vào cái clip mà các bạn muốn tạo phụ đề. Sau đó các bạn sẽ chọn vào phần phụ đề ở phía góc trái màn hình. Các bạn sẽ chuột qua bên góc phải màn hình, các bạn chọn vào phần chỉnh sửa. Các bạn sẽ phóng to màn hình lên để mình dễ xem nè. Thì mình đang hướng dẫn các bạn làm trên điện thoại di động. Các bạn sẽ xem những cái phần mà trong cái lời nói của mình nó có sai chính tả thì các bạn sẽ sửa lại. Thì các bạn có thể like cái video để các bạn vừa nghe vừa chỉnh sửa lại cái phần mà mình nói trong video nó có sai với phần chính tả của trên phụ đề hay không. Thì cái phụ đề tiếng Việt này là được YouTube tự động tích hợp vào cái phần video của mình. Các bạn sẽ xem lại. Thì ở trên cái phần video này các bạn có thể chỉnh sửa, nếu các bạn muốn chỉnh sửa cái lỗi chính tả ở cái đoạn nào thì các bạn có thể ấn vào cái phần đoạn ấy. Ví dụ như mình muốn chỉnh sửa chính tả thì mình bấm vào cái phần ở phía này. Các bạn có thể thấy ở đây là 34 giây. Thì mình muốn chỉnh sửa ở cái đoạn nào thì các bạn có thể thấy những cái đoạn này có những cái lúc mà mình nói thì có 40 giây hoặc là 47 giây, xuống đây nữa là 53 giây. Các bạn sẽ chọn vào một cái phần các bạn muốn chỉnh sửa thì các bạn sẽ thấy, các bạn xem có lỗi chính tả nào không mình sửa lại. Thì trên cái đoạn phụ đề mình ở đây không có lỗi chính tả thì mình sẽ ấn vào phần đăng ở phía góc phải màn hình. Thì mình ấn đăng xong thì YouTube sẽ trả về mình cái phần phụ đề. Nếu các bạn muốn làm phụ đề tiếng Anh thì các bạn có thể bấm vào phần thêm ngôn ngữ ở đây. Các bạn có thể thêm tiếng các bạn muốn. Ví dụ ở đây có là Ấn Độ, Canada, Hoa Kỳ là tiếng Anh, Vương quốc Anh. Thì ở đây mình sẽ chọn là tiếng Anh. Mình sẽ phóng to màn hình lên cho các bạn dễ thấy. Mình sẽ chọn là phần tiếng Anh. Sau khi các bạn chọn xong phần tiếng Anh thì các bạn sẽ lướt qua góc phải màn hình. Các bạn sẽ bấm vào phần thêm của phụ đề tiếng Anh.
Các bạn sẽ thấy phần phụ đề tiếng Anh của mình nó chạy trên video của mình nè. Thì cái phần phụ đề tiếng Anh này là cái phần dịch từ cái phụ đề tiếng Việt của mình. Đó là tự động dịch. Khi các bạn chỉnh sửa phụ đề của tiếng Việt mình nó trùng khớp, nó không có bị sai lỗi chính tả, thì phụ đề tiếng Anh của mình nó sẽ dịch đúng cái nghĩa của phụ đề tiếng Việt. Các bạn có thể là thấy cái phụ đề tiếng Anh mình nó chạy trên cái clip của mình nè. Rồi sau khi các bạn thấy cái phụ đề của mình ổn rồi, các bạn có thể ấn vào dấu X ở phía trên góc phải màn hình để mình thoát ra. Các bạn có thể thêm nhiều tiếng ở phần thêm ngôn ngữ này. Các bạn có thể chọn nhiều tiếng như là tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Ba Tư hay là tiếng Trung Quốc, tiếng Đức, vân vân. À, thì vừa rồi mình đã hướng dẫn các bạn cách thêm phụ đề cho video, giúp cho video của các bạn có thể thu hút được nhiều lượt xem từ người nước ngoài. Nếu các bạn thấy video này hay, hữu ích, đừng quên ấn chia sẻ video cho nhiều người cùng xem nha các bạn. Thì cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian theo dõi hết video này. À, chúc các bạn thành công và chào các bạn. Đừng quên ấn like video và ấn đăng ký kênh nếu các bạn chưa đăng ký kênh để đón xem những video mới nhất của mình nhé. Còn bây giờ xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.